Mai đang nấu 3 món cùng một lúc, nhưng mà chắc chắn là sẽ rất ngon. Bởi vì Mai sử dụng bếp 3 từ Cuchen. Khi mà muốn nấu ở chế độ thông thường thì Mai sẽ chọn vào phần công suất như thế này nhá. Và nếu mà muốn nấu nhanh thì Mai sẽ chọn chế độ booster. Đây là chiếc bếp 3 từ Cuchen mà chắc chắn là ai nhìn thấy cũng thích mê, bởi vì nó cực kỳ đẹp và sang trọng. Với sự kết hợp mặt bếp làm bằng kính ca ceramic và phần thân bếp có thể lắp đặt âm hoặc dương trên mọi không gian bếp, nên là có thể dễ dàng lắp đặt cho mọi gia đình. Như Mai đang chuẩn bị bữa ăn cho cả gia đình thì Mai sẽ lựa chọn một chiếc nồi nhỏ để có thể nấu món thịt kho tàu, một chiếc nồi to để có thể nấu món canh ngao chua và kết hợp với một chiếc chảo để làm món cánh gà chiên mắm. Và tất cả thì đều rất hợp với bếp. Mình tin chắc rằng với bếp 3 từ Cuchen thì mọi khoảnh khắc sum họp trong gia đình sẽ trở nên hoàn hảo hơn. Và bây giờ mọi người hãy cùng Mai tìm hiểu xem bếp 3 từ Cuchen có gì đặc biệt nhé. Cảm giác đầu tiên của Mai là cái bếp này rất dày dặn và chắc chắn nhé. Mọi người biết không, bếp từ tạo ra từ trường bằng cách chuyển hóa nhiệt thành điện. Vì vậy một chiếc bếp từ tốt thì cần rất nhiều những cái vòng dây bên trong như thế này. Và đây cũng chính là lý do khiến cho mâm từ của bếp Cuchen khá là nặng. Ngoài ra, các mâm từ của Cuchen còn được thiết kế đặt bên trên các tấm phít cao cấp cách nhiệt. Điều này giúp ngăn nhiệt truyền ngược lại từ mặt kính tới các mâm từ cũng như là các bo mạch điện tử ở bên dưới. Và điều này giúp bảo vệ linh kiện cũng như khiến cho tuổi thọ của bếp từ cao hơn. Xem thêm xuống bên dưới thì Mai cũng khá bất ngờ khi bên cạnh những cái bo mạch điện tử như thế này thì có rất nhiều những cái thanh tản nhiệt lớn và các quạt tản nhiệt được bố trí xung quanh bếp. Điều này cũng khiến cho bếp từ Cuchen trở nên bền hơn. Và bây giờ Mai sẽ có một thí nghiệm nhỏ, đó chính là đun sôi 500 ml nước. Ở chế độ công suất cao nhất. Và chúng ta hãy cùng theo dõi xem là mất bao nhiêu thời gian thì cái nồi nước này nó sẽ bắt đầu sôi nhá. Mọi người nhìn này, bây giờ mới khoảng tầm là hơn 1 phút thôi mà chúng ta đã bắt đầu thấy các bọt khí lăn tăn rồi. Thế thì chắc chắn là sẽ không lâu nữa đâu, cái nồi nước này sẽ sôi thôi nhá. Bây giờ em quan sát thấy cái nồi nước này của chúng ta đã sôi rồi này. Chúng ta sẽ dừng thời gian lại nhá. Và là ở 1 phút 33, tức là khoảng 1 phút rưỡi thôi thì là toàn bộ 500 ml nước trong nồi đã sôi hoàn toàn nhá. Bảng điều khiển của bếp 3 từ Cuchen rất trực quan và dễ dàng sử dụng. Có các nút chọn vùng nấu, điều chỉnh công suất bằng trượt slide hoặc các nút cộng trừ, có chế độ khóa an toàn hoặc là hẹn giờ. Và ngoài ra thì còn có chế độ booster để chúng ta có thể nấu thật nhanh các món ngon. Bếp 3 từ Cuchen đang có giá chỉ 5.990.000. Vì thế đây là một sản phẩm bán cực kỳ chạy từ Smart Home Shop. Mọi người hãy nhanh chóng nhắn tin cho shop để được tư vấn cũng như là sở hữu sản phẩm này về tay nhé.